Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 26 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kỷ niệm 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam. Nhiều hộ dân ở xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Xã Lạc Hồng tập kết rác thải không đúng quy định gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Công an huyện Yên Mỹ phá thành công đường dây chuyên cung cấp các loại ma túy tổng hợp cho các quán karaoke. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. Sáng nay, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, toàn thể đoàn viên thanh niên trong tỉnh, sức khỏe đoàn kết và thành công, đồng thời ghi nhận biểu dương những thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh thời gian qua đã và đang góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần tiếp tục tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua, chú trọng giáo dục về truyền thống lịch sử dân tộc, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho đoàn viên thanh niên, tổ chức tốt các phong trào sân chơi để tập hợp thanh niên, tuổi trẻ phải trăn trở để làm thế nào cùng tỉnh phát huy tốt những thế mạnh kinh tế sẵn có, đặc biệt trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần có một chương trình riêng dành cho thanh niên nông thôn để nhân rộng những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, phát hiện những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho xây dựng nông thôn mới. Đối với phong trào thanh thiếu nhi, ngoài việc tổ chức tốt chương trình học kỳ quân đội, chương trình kỹ năng sống, các cấp bộ đoàn cần phải tổ chức nhiều hoạt động hè để giúp cho các em thiếu nhi có nhiều sân chơi bổ ích, thiết thực, tránh xa tệ nạn xã hội. Trong năm 2019, phấn đấu hoàn thành tốt các hoạt động đã đề ra, phát động thêm nhiều hoạt động nổi bật hơn nữa tại những địa chỉ cụ thể, phần việc cụ thể và con người cụ thể, góp phần thực hiện hiệu quả 50 năm di chúc của Bác Hồ. Ngày 25 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên trọng thể tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2019. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hiện nay toàn tỉnh số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 33%, số gia đình thể thao đạt 31%. Toàn tỉnh có trên 2.000 câu lạc bộ thể dục thể thao đang hoạt động. Tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 8, Hưng Yên đạt 25 huy chương các loại, xếp thứ 35 trên 65 đoàn tham gia, tăng 9 bậc so với đại hội lần trước. Đội bóng đá Nhi đồng Hưng Yên giành vị trí Á quân tại giải bóng đá Nhi đồng Toàn quốc năm 2018. Câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến giành quyền thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia năm 2019. Tại lễ kỷ niệm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phát động toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động hưởng ứng và tổ chức tập thể dục giữa giờ tùy thuộc vào điều kiện thực tế mỗi đơn vị với thời gian ít nhất 2 lần một ngày, mỗi lần 5 phút. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 16 tập thể, 25 cá nhân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Hưng Yên năm 2018. Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức hội thao kỷ niệm 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam. Tham gia hội thao có 70 vận động viên là cán bộ công chức viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, người lao động trong toàn ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở các môn cầu lông, bóng bàn và quần vợt. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba cho những vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyên giáo quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.
Trong quý 1, Ban tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, chính quyền. Công tác tuyên truyền, báo chí bám sát kịp thời phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh, trong quý 2, hệ thống tuyên giáo các cấp cần tiếp tục kiện toàn đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo 94 cấp huyện, tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận của quần chúng nhân dân, tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Bác viết tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, 50 năm thực hiện di chúc của Người, tiếp tục đôn đốc cán bộ đảng viên nhân dân tham gia cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Búa liềm vàng năm 2019. Ngày 25 tháng 3, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hoàn Long đã đầu tư trên 46 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó người dân đóng góp 2 tỷ đồng cùng 1.000 ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn. 51 km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng được cứng hóa. Nhiều công trình trường học, nghĩa trang liệt sĩ, nhà văn hóa được đầu tư xây mới. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân đã được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,24%. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Năm 2019, huyện Tiên Lữ phấn đấu 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu trên, ngoài nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, huyện Tiên Lữ đã trích ngân sách địa phương đầu tư thêm 120 tỷ đồng nhằm giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí theo tiến độ đề ra. Trong đó, nguồn vốn phân bổ được sử dụng chủ yếu nhằm hỗ trợ các xã đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa và nâng cấp các công trình phúc lợi. Ngoài ra, các địa phương còn chú trọng quy hoạch xây dựng bãi tập kết, xử lý rác thải tại các xã còn thiếu. Đến nay, huyện Tiên Lữ đã có 10 trên 14 xã đã đạt 19 trên 19 tiêu chí, được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận về đích nông thôn mới. Hiện chỉ còn 4 xã là Minh Phượng, Lệ Xá, Cương Chính, Đức Thắng đều đã đạt 17 tiêu chí trở lên, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều địa phương còn loay hoay trong việc xử lý các hộ dân xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, thì tại thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, người dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình khi xã thôn đến vận động. Sáng 26 tháng 3, hơn 10 hộ dân thuộc cánh đồng gốc gạo thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đã đồng loạt tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp sau khi các ban ngành đoàn thể của thôn, của xã đến vận động. Các bác ở trên bắt chúng em tháo vỡ dỡ thì chúng em cũng chấp hành nghị luận của nhà nước. Đặc biệt, khu gốc gạo của thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão có hơn 30 hộ chuyển đổi từ ruộng cây lúa bấp bênh sang trồng cây hàng năm, trong đó có 14 hộ xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã đã vận động các hộ dân chấp hành tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Ngay trong buổi sáng đã có hơn 10 hộ tự nguyện tháo dỡ trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng và người dân trong thôn. Chấp hành cái kế hoạch 93A, các hộ đã vi phạm trên đất 03. Cơ sở chúng tôi đã vận động các hộ đã chấp hành và tự tháo dỡ. Và những hộ khó khăn thì chúng tôi đã cử được coi mọi lực lượng bảo vệ xã thôn hỗ trợ để giúp các hộ đó để coi là tháo dỡ kịp thời. Hy vọng với cách làm này, xã Phạm Ngũ Lão sớm hoàn thành việc thực hiện triệt để kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dù các xã của huyện Văn Giang đều đã được công nhận xã nông thôn mới, nhưng đến nay vẫn còn 3 xã trắng, chưa có nước sạch sử dụng, dù người dân nơi đây vẫn đang mong chờ. Sống dọc hai bên bờ sông Kim Sơn, thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải, nguồn nước thường xuyên bị ô nhiễm, nhưng người dân hai xã Vĩnh Cúc và Nghĩa Trụ vẫn phải sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt. Theo kết quả khảo sát năm 2016, hai địa phương này có tới 80% hộ dân có nguyện vọng đăng ký sử dụng nước sạch nhưng vẫn chưa có, trong khi dự án nhà máy cấp nước Mỹ Văn nằm trên địa bàn thôn Thịnh, xã Vĩnh Cúc mới triển khai xây dựng từ cuối năm 2018. Ở nhà mình bơm lên bẩn lắm,
thì bơm lên một cái là phải lọc mà chỉ vài ngày đã tắc ấy rồi, tắc bể rồi. Cho nên là ai cũng thích dùng nước sạch mà, nếu có nước sạch thì tốt quá. Cái nhu cầu đời sống của nhân dân nó sẽ thay đổi. Cái nước ngày xưa thì nó không đảm bảo được vệ sinh, không đảm bảo được cái sức khỏe. Cho nên là cũng mong muốn là có cái nước sạch, nước có đảm bảo vệ sinh để mà dùng. Với xã Xuân Quan là một trong ba xã chưa có nước sạch thì câu chuyện còn nan giải hơn nhiều. Ông Lê Quý Đôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, theo phân vùng cấp nước của tỉnh thì nhà máy nước sạch của dự án đô thị Eco Park có trách nhiệm cung cấp cho địa phương. Vì thế trong dự án thu hồi đất đã có 6 hectare được dành riêng để xây dựng nhà máy nước. Song đến nay, đất đã thu hồi giao cho doanh nghiệp nhưng nước thì chưa có. Nhu cầu người dân thì rất là cao. Khi chúng tôi họp tiếp xúc cử tri thì người dân 100% là đều đề nghị và mong muốn là sớm triển khai hệ thống nước sạch cung cấp đến người dân. Và chúng tôi cũng đề nghị là Ủy ban tỉnh sớm chỉ đạo cũng như là công ty tập đoàn Eco Park sớm triển khai các cái hệ thống cũng như là đấu nối với cái đường ống cung cấp nước sạch của công ty khai thác nước mặt sông Đuống để cung cấp cho người dân trên địa bàn huyện Văn Giang nói chung và địa bàn xã Xuân Quan nói riêng. Nước sạch là một trong tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, hơn nữa liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, nhất là trong tình trạng nước mặt trong các khu dân cư thường xuyên bị ô nhiễm như hiện nay. Thời gian gần đây, người dân xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm bức xúc về việc tập kết rác thải sinh hoạt trên tuyến đường chính dẫn vào trung tâm xã. Tình trạng trên không những gây ô nhiễm môi trường mà còn gây mất an toàn giao thông. Hàng ngày trên tuyến đường dẫn vào trung tâm xã có cả chục xe rác không được che chắn tập kết ngay trên đường, nhìn rất phản cảm. Nhiều khi rác chất đầy quá đầu người bị đổ xuống kênh mương gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sản xuất. Cách đó không xa, người dân còn đổ trộm cả phế thải rắn và rác thải xuống ao làng, trông rất mất mỹ quan. Xã Lạc Hồng, về đích nông thôn mới hơn 2 năm nay và là địa phương được chọn nằm trong vùng xây dựng đô thị loại 5 của huyện Văn Lâm trong năm 2019. Do đó, vấn đề bảo vệ môi trường là rất quan trọng để địa phương đáp ứng tiêu chí trên. Trước tình trạng trên, đề nghị xã Lạc Hồng cần quy hoạch xây dựng bãi tập kết rác thải sinh hoạt cho phù hợp, tránh ô nhiễm môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cảnh quan đô thị. Tối 25 tháng 3, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên đã tổ chức lễ khai mạc hội trại Tiến bước lên đoàn kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. Đây là hoạt động thường niên được trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành duy trì thực hiện trong nhiều năm qua. Trong thời gian 2 ngày, hội trại đã thu hút đông đảo giáo viên, học sinh tham gia với các hoạt động phong phú đa dạng như hội diễn văn nghệ với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, về tuổi trẻ mái trường và thầy cô bạn bè, thi hóa trang, trang trí lều trại, đốt lửa trại, thi nấu ăn và các trò chơi dân gian. Đây không chỉ là một sự kiện để hướng đến kỷ niệm ngày thành lập đoàn mà còn là sân chơi vui tươi lành mạnh, hoạt động ngoại khóa thiết thực để giúp học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Thầy và trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào cũng tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chương trình với các hoạt động bổ ích như góp đọc sách, trưng bày gian hàng ẩm thực, nhảy hiện đại, búa dân gian đã thu hút đông đảo các bạn học sinh. Hơn 20 gian hàng ẩm thực các món ăn do tự tay các em chế biến, có hình thức đẹp, an toàn, hợp vệ sinh. Góp đọc sách là địa điểm thu hút được nhiều nhất các em tham quan. Những cuốn sách được chọn giới thiệu bao gồm đầy đủ các lĩnh vực như sách lịch sử, sách địa lý, sách khoa học, sách tham khảo, sách kỹ năng sống, những cuốn truyện hay và gần gũi với học trò giúp các em học sinh tiếp cận với nhiều loại sách báo, tìm được niềm vui trong đọc sách, hình thành thói quen đọc sách để mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, góp phần giáo dục kỹ năng sống, chuẩn bị những hành trang tốt nhất cho tương lai. Công an huyện Yên Mỹ vừa phá thành công đường dây chuyên cung cấp các loại ma túy tổng hợp cho các quán karaoke trên địa bàn huyện Khoái Châu và Yên Mỹ, bắt giữ 4 đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Khoái Châu. Trước đó, tại khu vực xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, Công an huyện Yên Mỹ đã bắt quả tang Dương Văn Long đang trên đường vận chuyển một gói ma túy đá có trọng lượng 1,949 gram cho các quán karaoke. Long khai số ma túy trên mua của Nguyễn Văn Tuyển là quản lý quán karaoke Dragon ở xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu. Tiến hành khám xét nơi ở của Long, thu giữ 0,759 gram ma túy tổng hợp.
Khám xét tại quán karaoke Dragon, nơi ở và xe ô tô của đối tượng Tuyển, lực lượng công an thu giữ 1.031 viên ma túy tổng hợp, 71,433 gam ma túy đá, 26 bình chứa khí cười và 650 quả bóng cao su, cùng 23.894.000 đồng. Quá trình điều tra, bước đầu đã làm rõ Tuyển là chủ quán karaoke Dragon, là đối tượng chính chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho các quán karaoke trên địa bàn huyện Quế Châu và Yên Mỹ. Cường và Á là hai trợ thủ đắc lực của Tuyển, có nhiệm vụ trực tiếp bán ma túy cho các đối tượng khi Tuyển đi vắng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Mỹ tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Mời quý vị và bà con đến với chuyên mục Thông tin cùng nhà nông của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh tả lợn châu Phi lây lan ra diện rộng, trên địa bàn tỉnh ta đã thành lập gần 200 chốt kiểm dịch động vật. Theo tổng hợp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật, hiện nay toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động gần 200 chốt kiểm dịch bệnh tả lợn châu Phi để kiểm soát phòng, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong đó, cấp tỉnh thành lập 10 chốt kiểm dịch động vật liên ngành trên các trục đường giao thông chính tại địa bàn giáp danh với các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương và Hà Nội. Cấp huyện, thành phố thành lập được 10 chốt, cấp xã thành lập được gần 180 chốt. Các chốt kiểm dịch động vật duy trì hoạt động 24/24 giờ hàng ngày và được trang bị đầy đủ vật tư thú y, thuốc sát trùng để khử trùng các phương tiện vận chuyển động vật. Hiện nay, các diện tích cây có múi đang trong giai đoạn quả non, bà con cần nắm vững các kỹ thuật chăm sóc sau đây để hạn chế tình trạng rụng quả. Sau khi đậu quả, cây có múi thường thiếu hụt dinh dưỡng nên xuất hiện tình trạng rụng quả sinh lý. Để kiểm soát tình trạng này, bà con cần bón phân đầy đủ cân đối, đặc biệt là đạm và kali để cây lấy lại sức phát triển thân lá đủ khả năng nuôi được nhiều quả về sau. Lượng phân bón tùy thuộc vào tuổi cây và sản lượng quả dự kiến cho thu hoạch. Bà con cần tưới nước thường xuyên, cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho cây phát triển. Đây là giai đoạn sức đề kháng của cây suy giảm do thiếu hụt dinh dưỡng, có nhiều đối tượng gây hại cho quả non như sâu vẽ bùa, nhện đỏ, bọ trĩ và dẹp. Bà con cần phun phòng trừ ngay bằng các loại thuốc đặc trị. Mưa xuân, độ ẩm không khí cao, thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại, đặc biệt là bệnh sương mai, hại nhãn vải. Khi mắc bệnh sương mai, trên chùm hoa nhãn vải xuất hiện các đốm đen nhỏ rồi lan rộng bao cuống nhánh hoa, sau đó toàn bộ chùm hoa biến thành màu nâu đen. Nếu trời khô nắng, cuống hoa bị khô tóp lại, nếu có mưa ẩm, nhánh hoa và cuống hoa bị thối gãy, quả bị rụng. Bệnh gây hại chủ yếu trong thời gian cây ra hoa và đậu quả, bệnh có thể gây rụng hoa, rụng quả hàng loạt. Bệnh tiếp tục gây hại trong thời kỳ thu hoạch gây khó khăn cho việc bảo quản và vận chuyển, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng khi thu hoạch. Để bảo toàn năng suất cuối vụ, bà con cần chủ động phòng trừ sớm bằng thuốc Phytoxit 50WP, Dosei 45WP, Ridomin 68WG, Camilo 150SC. Thưa quý vị và bà con, bệnh đạo ôn được coi là bệnh gây hại nặng và phổ biến nhất trong vụ lúa xuân. Phát hiện bệnh sớm và việc tuân thủ nguyên tắc 4 đúng trong bảo vệ thực vật là yếu tố quyết định đến hiệu quả trong việc phòng trừ bệnh. Mục thông tin cùng nhà nông tuần này, chúng tôi xin chia sẻ với bà con một số nguyên tắc trong phòng trừ hiệu quả bệnh đạo ôn. Thời tiết trong tuần vừa qua mưa phùn, sương mù, âm u và ẩm độ không khí cao rất thuận lợi cho nấm bệnh đạo ôn hại lúa phát sinh phát triển. Nếu không phòng trừ kịp thời, bệnh đạo ôn sẽ gây hại gia tăng và gây cháy lụi nhiều diện tích lúa. Cách đây hơn một tuần thì tôi đã đi thăm và tôi thấy có dấu hiệu của bệnh và tôi mua thuốc, tôi phun một lần rồi. Và lần này là phun lần thứ hai. Tôi thì phun cái thuốc Fidia này là hiệu quả nó tốt ấy. Tôi an tâm về cái chất lượng thuốc này. Bệnh đạo ôn do nấm gây ra. Nấm bệnh có thể tấn công trên lá, thân, cổ bông hoặc hạt lúa. Trên lá ban đầu vết bệnh rất nhỏ, sau đó vết bệnh lớn dần và có hình thoi. Đây là vết bệnh đặc trưng của đạo ôn. Nếu phát hiện muộn cộng với việc không tuân thủ nguyên tắc 4 đúng trong phòng trừ thì bệnh sẽ nặng và hiệu quả phun trừ sẽ không cao. Do vậy, để phòng trừ bệnh đạo ôn, bà con cần tuân thủ nguyên tắc 4 đúng,
đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng cách. Đối với cái bệnh đạo ôn ấy, trong cái thời điểm hiện tại, bà con chúng ta nên lựa chọn các loại thuốc đặc trị cái bệnh đạo ôn có tác dụng mà nội hấp, lưu dẫn mạnh để cho cái hiệu quả phòng trừ một cách nó tối ưu hơn. Ví dụ như cái Filia 525 SE là một cái loại thuốc phòng và trị bệnh đạo ôn rất hiệu quả, mà nó có tác dụng là nội hấp mạnh, thấm sâu nhanh. Bà con nên chủ động là lên phun phòng, chứ tránh tình trạng bà con chúng ta do lơ là phát hiện cái bệnh đạo ôn nó muộn thì bà con chúng ta lúc bây giờ sẽ phun phòng trừ một cách nó khó khăn hơn, có khi phải phun đi phun lại, phun nhiều lần. Do đó thì bà con nên chủ động là phun phòng khi bệnh nó chớm xuất hiện. Khi thăm đồng mà thấy một vài cái vết châm kim ở trên cái khóm lúa là bà con đã phải đi phun rồi. Thì như vậy thì bà con phòng trừ cái bệnh đạo ôn một cách nó hiệu quả và tuân thủ theo cái nguyên tắc 4. Để quản lý bệnh đạo ôn, bà con cần phát hiện bệnh sớm và thực hiện theo hướng dẫn của ngành chức năng, và đặc biệt là cần phòng trừ theo nguyên tắc 4 đúng như hướng dẫn ở trên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.